Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cả nhà công thương phạm tội, ông nội chính để cha con công thương đóng cửa bảo nhau. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương. Nói đúng hơn thì EVN là con, còn Bộ Công Thương là cha. Ông Nguyễn Hồng Diên là Bộ trưởng Bộ Công Thương, chính ông Diên là người chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn và an ninh năng lượng cho đất nước, trong đó có ngành điện, than và xăng dầu. Những ngày qua, yếu kém của EVN đã bộc lộ rất rõ. EVN được ưu tiên một mình một chợ, được độc quyền mua điện, độc quyền bán điện, nghĩa là EVN hoàn toàn có quyền bóp cổ hai đầu, vừa bóp cổ phía bán điện, vừa bóp cổ phía mua điện. Hiện tại, EVN đã bóp cổ cả hai nhưng vẫn than lỗ, trong khi đó hàng loạt công ty con của họ dư hàng chục ngàn tỷ đồng đem gửi ngân hàng lấy lãi. Đây được xem là chiêu lấy tiền giấu ngân hàng rồi than lỗ để móc túi toàn dân phải chi ra cho họ. Bộ Công Thương thanh tra EVN thì chẳng khác nào cha con đóng cửa bảo nhau. Những ngày nắng nóng như đổ lửa vừa qua tại Việt Nam, EVN đã cho cúp điện khắp nơi, đưa người dân vào thới bị nướng dưới cái nóng đổ lửa của mùa hè, giống như một đòn trừng phạt mà EVN muốn bổ lên đầu toàn dân, để cho chừa tật bới bóc những sai phạm của họ. Vào giữa tháng 12 năm 2022, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận với các nước phương Tây gói hỗ trợ 15,5 tỷ đô la Mỹ để chuyển đổi xanh. Mà muốn chuyển đổi xanh thì ngành điện phải đóng góp vào tăng tỷ lệ điện sạch và giảm dần tỷ lệ điện than. Tuy nhiên, thực tế thì Nguyễn Hồng Diên đã chẳng có chiến lược gì cho việc chuyển đổi xanh của ngành điện. Nguồn năng lượng sạch bị hắt hủi, ưu tiên nhiệt điện than. Thà mua điện của Trung Quốc và Lào chứ không tạo điều kiện cho điện sạch. Ông Nguyễn Hồng Diên, một con người thiếu năng lực quản lý. Ông Nguyễn Hồng Diên cũng đầy vết chàm, toàn thân thì thanh tra EVN kiểu gì đây, bao che hay lại vạch lá. Với sai phạm của EVN, đúng ra ông Phạm Minh Chính cần phải cho thanh tra chính phủ thanh tra EVN. Tuy nhiên, ông Chính đã để cho Bộ Công Thương lập đoàn thanh tra để thanh tra EVN. Cho thanh tra kiểu này thì khác nào để cha con nhà Bộ Công Thương đóng cửa bảo nhau. Đây là hành động để cho Bộ Công Thương chạy tội. Nếu nói EVN là con của Bộ Công Thương thì Bộ Công Thương cũng là con của chính phủ. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trong vai trò ông nội lại để cho con đóng cửa bảo nhau. Làm thế này thì biết bao giờ ngành điện mới biết sửa sai. Ông Phạm Minh Chính đang diễn trò thanh tra là phải bất ngờ, thanh tra là phải từ đơn vị độc lập. Ai lại thanh tra mà báo trước dùm beng để phía bị thanh tra chuẩn bị đối phó? Ai lại cho thanh tra con như vậy? Làm vậy chẳng khác nào diễn trò chỉ để qua mặt toàn dân mà thôi. Không biết với vai trò diễn ấy, ông Nguyễn Phú Trọng có nhìn thấy hay không? Hay ông lại làm ngờ? Ông Phạm Minh Chính khi mới thay ông Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ thì nhiều người kỳ vọng ông Chính khá hơn ông Nguyễn Xuân Phúc. Vì ông Chính đã có thời gian nắm chức bí thư tỉnh ủy tại tỉnh Quảng Ninh và đưa tỉnh này khởi sắc. Ngoài ra, ông Chính còn viết sách về kinh tế. Tuy nhiên, qua nửa nhiệm kỳ làm thủ tướng cho thấy ông Phạm Minh Chính là một thủ tướng rất kém. Yếu kém đã phơi bày rất rõ ràng trong 2 năm 6 tháng vừa qua. Và điều đáng nói là ông Chính đang có dấu hiệu muốn che đậy những vết chàm, chứ không chịu tẩy rửa vết chàm đi. Ông Phạm Minh Chính được cho rằng đang tìm cách che vết chàm chứ không chịu tẩy nó. Thủ tướng Phạm Minh Chính là chiếc ghế quá tầm với ông. Nửa nhiệm kỳ, ông Chính đã để cho nền kinh tế Việt Nam cắm đầu xuống đất mà không có cách nào vực dậy lên được. Xem ra nửa nhiệm kỳ sau, ông cũng khó làm gì được với cách che đậy vết chàm như vậy. Việc để cho Bộ Công Thương thanh tra EVN cũng như thế. Với một ông thủ tướng như vậy thì lẽ ra nên cho ông ta xuống để người khác lên làm. Tuy nhiên, trong cái cơ cấu của Đảng Cộng sản, người quản lý tồi vẫn không bị đưa xuống nếu người đó đang có thế lực chính trị đủ mạnh ủng hộ. Và đất nước phải chịu mất mát rất lớn vì những điều như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của bản tin Cả nhà công thương phạm tội, ông nội chính để cha con công thương đóng cửa bảo nhau.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Đeo 6 căn nhà trên tay, Kim Ngọc Tuyến gia nhập nhóm Patrick Philip Cộng sản. Vào năm 1968, nhà thơ Việt Phương sáng tác ra hai câu thơ: Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ, đề mà mị dần. Xúi dân Việt Nam mê muội sùng bái Nga và Trung Quốc, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Những tác phẩm của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay đều là những thứ thua xa hàng hóa của các nước tư bản. Quan chức cộng sản ngày nay khi đã bòn sức dân đến mức giàu có nứt đố đổ vách thì chẳng ai chọn hàng Nga hay hàng Tàu mà dùng. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe Wertheim trị giá tới 6 tỷ đồng. Quan chức ngày nay đi ô tô Nhật, đi ô tô Mỹ hoặc ô tô Đức, đeo đồng hồ Thụy Sĩ và uống rượu Tây rất đắt tiền, và chẳng mấy ai uống rượu vodka của Nga. Thậm chí quan chức cộng sản ngày nay còn trở thành tín đồ của các mặt hàng xa xỉ của các nước tư bản trên thế giới. Không hiểu sao quan chức cộng sản lại thích đồng hồ đắt đỏ hiệu Patek Philippe của Thụy Sĩ đến như thế. Trước đây, ông Đoàn Ngọc Hải cũng đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe đi dẹp vỉa hè và bị cộng đồng mạng phát hiện ra. Một ông phó chủ tịch quận cấp hàm tương đương bí thư phường nhưng lại có tiền mua những món đồ trang sức bạc tỷ của một nước phương Tây. Đã nhiều năm, ông Đoàn Ngọc Hải hết làm việc cho bộ máy chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ông không phải vất vả kiếm sống mà sống rất thoải mái, đi chu du khắp nơi trong và ngoài nước, làm từ thiện gây tiếng tăm cho bản thân mình. Từ ngày 10 tháng 5 vừa qua, trong cuộc họp báo thông tin về kết quả hội nghị thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, được nhìn thấy đang đeo một chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe Wertheim Mega trị giá hiện nay khoảng 269.000 đô la Mỹ, tức là tương đương hơn 6 tỷ đồng. Ông Kim Ngọc Tuyến đeo đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 6 tỷ đồng. Cộng đồng mạng xã hội đã xôn xao rằng tiền đâu mà ông Phó trưởng ban Nội chính Trung ương mua đồng hồ đắt giá đến như vậy, trong khi lương của ông chỉ khoảng 600 đô la mỗi tháng. Không nói ra nhưng ai cũng biết tiền đó có nguồn gốc từ sức lao động của người dân, đó là tiền tham nhũng, hối lộ, tiền thuế của dân. Mới đây, cộng đồng mạng lại phát hiện ông Kim Ngọc Tuyến, giám đốc kiêm bí thư đảng ủy VNPT, đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá ước tính khoảng 238.000 đô la, cũng tương đương khoảng 6,3 tỷ đồng, đến nghĩa trang liệt sĩ và quê ông Hồ Chí Minh để mà thắp hương. Tại những nơi này, ông Tuyến nói những lời cao đẹp về công ơn của những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Được biết, mỗi căn nhà ở xã hội Móng Tuyến, Nguyễn Thanh Nghị dự định xây dựng ước tính vào khoảng 1 tỷ đồng. Như vậy, trên tay ông Kim Ngọc Tuyến đeo tới 6 căn nhà. Đối với những người dân có mức thu nhập trung bình, có được một căn nhà trị giá 1 tỷ đồng đã là thành công. Đằng này, ông Kim Ngọc Tuyến dùng 6 căn nhà đó để mà làm trang sức cho mình. Không hiểu sao người cộng sản dạo này hay thích đeo những chiếc đồng hồ đắt đỏ đến như thế. Phải rất nhiều tiền thì người ta mới bỏ ra một núi tiền chỉ để sắm cho mình một món đồ trang sức như vậy. Có người nói những người đeo trên tay đồng hồ Patek Philippe là những người phải ở trong những căn nhà hàng triệu đô la, đi ô tô trị giá không thấp hơn chiếc đồng hồ này. Hiện nay không ai biết được bao nhiêu tiền của người dân bị tuồn vào túi quan tham. Những căn biệt phủ, lâu đài, những đồng hồ đắt tiền, những chiếc ô tô sang trọng vân vân chỉ là tài sản nổi. Còn khối tài sản chìm ắt phải gấp nhiều lần như thế nữa. Đồng hồ Patek Philippe được cho là của ông Kim Ngọc Tuyến đeo có giá tới 238.000 đô la. Cho đến nay, những quan chức đeo đồng hồ Patek Philippe bị dân phát hiện, chưa thấy ông Nguyễn Phú Trọng cho điều tra nguồn tiền bất minh này để lấy tiền mà mua đồng hồ đó.
những quan chức bị phát hiện ở những biệt phủ xa hoa, bị cộng đồng mạng đưa lên cũng không thấy bị điều tra. Không biết vì lý do gì mà ông Trọng phớt lờ đến như vậy. Trong khi đó thì ông vẫn bảo chống tham nhũng cũng không có vùng cấm. Thực tế, những ông quan là đảng viên Đảng Cộng sản cấp cao bị đưa lên mạng xã hội chỉ là phần rất nhỏ. Không phải quan chức nào đeo đồng hồ Patek Philippe cũng bị phát hiện và không phải ai xây biệt phủ cũng bị đưa lên mặt báo. Vì ít người bị lộ tên quan chức mới dám công khai như thế. Quan chức tham nhũng nhung nhúc như một đàn kiến. Không biết với cách diệt trừ từng con một như thế này thì đến bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng mới diệt hết được đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin đeo 6 căn nhà trên tay Kim Ngọc Tuyến gia nhập nhóm Patek Philippe Cộng sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.